Hãy cùng My Tour khám phá khách sạn Legends Diamond Hà Nội. Với vị trí thuận lợi nằm trong khu phố cổ Hà Nội, khách sạn Legends Diamond mang một phong cách sang trọng, được trang trí một cách tinh tế và tỉ mỉ trong từng chi tiết. Các tiện nghi trong phòng như laptop, quầy bar hay là sofa đều được bố trí hợp lý, mang lại sự thoải mái cho du khách. Ngoài ra, khi đến với Elegance Diamond, bạn còn được trải nghiệm dịch vụ spa cao cấp tại La Siesta Spa. Nhà hàng The Gourmet Corner nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, có tầm nhìn ra hồ Hoàn Kiếm và sông Hồng. Với thực đơn các món ăn Việt Nam truyền thống được chuẩn bị bởi đầu bếp 5 sao, The Gourmet Corner sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm khó quên khi nghỉ tại khách sạn Elegance Diamond. Vào buổi tối, quầy bar ngoài trời của khách sạn sẽ được trang trí mang lại cảm giác ấm cúng. Điểm nhấn của Terrace Bar chính là tầm nhìn ra hồ Hoàn Kiếm. Và nếu như bạn muốn tìm kiếm một không gian lãng mạn, riêng tư, thì quán bar ngoài trời này sẽ là sự lựa chọn lý tưởng dành cho bạn.